Xin chào các bạn, lại là mình Chất đây. Hôm nay, mình sẽ cho các bạn thấy có ho âu là một lợi thế trong team và lợi thế đó x2 khi em nó đã lên được cộng hưởng. Nhưng sẽ chẳng làm ăn được gì khi các bạn không build em nó chuẩn theo hướng các bạn quen sử dụng để BK. Với mình thì cái ribbon này không hợp với em ho âu, mình sẽ bảo bạn chủ ác đổi sang cái ribbon ước kia sẽ làm ho âu có lợi thế hơn nhiều. Bạn Gmail cũng mở ra được hết những ribbon ngon lành rồi, thiếu cái tăng bạo nữa là đủ bộ siêu tập chất lượng cao. Như các bạn thấy đó, đột phá bạn ý nhìn như cái quần què dị, nhìn chán chẳng muốn nói. Nó như thế là vì bao nhiêu thóc lúa đổ hết vào em này rồi các bạn ạ. Nhìn đột phá của em Rayquaza mà mình còn thấy thèm nữa, 4k điểm vào speed kinh dị thật. Trước khi bắt đầu trận BK ngày hôm nay, mình đá qua các chỉ số của hai team nhé. Đối thủ là bạn Lắc quen thuộc thôi các bạn, chỉ số của bạn ý cũng không thay đổi quá nhiều so với những video trước đâu. Ngay bây giờ, mình sẽ bắt đầu trận đấu nhé. Trận này mình sẽ đánh thủ công, đơn giản auto thì sẽ thua SML ngay các bạn ạ. Với cái móng 2 sao thần thánh và sao ước Anova, mình đã có lượt trước. Bây giờ, mình sẽ hạ em Tornadus trước, nếu không hạ được em đó thì khả năng thua sẽ rất cao. Ui, sao em này yếu thế nhỉ, mình thấy sai ở đâu rồi, em Tornadus không đi thì khả năng bên mình đi các bạn ạ, thử chày cối xem thành huyền thoại không. Bây giờ, bắt buộc phải bắp bất tử thôi, chứ chẳng còn cách nào khác. Ui, có thêm bắp hoàn cảnh, đấm như mũi đốt inox thế này, chắc là nghỉ trận này thôi. Cố chày cối thêm một lát nữa, biết đâu lại thắng với chất pet cộng hưởng cũng nên ý chứ. Quyết định hạ Tornadus vào lúc này lại là một sai lầm dẫn đến bị thua trận này rồi. Nãy giờ đánh cứ cảm giác sai, bây giờ mình sẽ xem lại em ho âu ở ác này, chứ không thể nào mà yếu thế được. Phụ kiện như này là không chê được rồi. Skill bí truyền thiếu cái tăng 10% nộ mỗi hiệp để cù nhây, nhưng không ảnh hưởng nhiều trong trận này. Bộ sao ước này lại không hợp gu của mình rồi, xin phép bạn Gmail đổi sơ xíu nhé. Nhìn bạn ý để sao tăng hồi máu, mà lại để cái dưới 50% tăng bạo. Mình không rõ cái sao tăng bạo khi dưới 50% máu ấy nó hoạt động như thế nào, mà đã không rõ thì mình không chơi.
U là trời Frey qua ra bạn ý để phun 5 cái tăng đam vàng khè, trong khi ho âu thì mấy cái tím hơi cạn lời. Như này là phải tháo thôi. À mà thôi, cái này để sau, bây giờ chỉ cần đổi sao ước là cũng khác bọt ngay rồi. Các bạn khi chơi ho âu như thế nào, chứ mình đã chơi ho âu là rất hay chọi chiêu hệ bay 100% chúng, nên sao ước chắc chắn phải có một cái tăng uy lực chiêu hệ bay. May quá, bạn chủ ác vẫn để lại một cái. Tiếp theo, đã ho âu là mình phải chơi sao ước đao giảm máu tăng uy lực skill. Theo mình cái sao này rất hợp với ho âu, vì không chỉ tăng uy lực skill, mà khi giảm máu cũng giúp ho âu tăng thêm nộ. Còn lại, bình thường mình sẽ dùng cái sao tăng uy lực skill hệ lửa. Nhưng ở ác này không có thì phải, bây giờ mình sẽ tìm lại một lượt, nếu không có, mình sẽ dùng cái tăng hồi phục máu. Hoặc các bạn nếu có sao tăng nộ dùng cũng rất có lợi thế nhé. Để mình xem bạn Gmail có con đắc mèo không, nếu có thì xúi bạn ý quét ải sao tăng nộ. Em ho âu không có tăng nộ đôi khi lọ mọ lắm, đơn giản như cái đạo cụ dây trừ 30% nộ mà cái sao cộng skill bí truyền. Thì lại vừa đủ số nộ đó nếu ở dạng cộng hưởng. Vậy là bạn ý không có em đắc mèo rồi, hơi đen. Bây giờ, mình sẽ đấu lại một trận với bạn lắc nhé. Các bạn sẽ thấy sự khác bọt ngay sau khi đổi sao ước. Ý, ngáo rồi, đánh làm thao được team chính của mình khi em ho âu cô đơn. Đây nhé các bạn, mời các bạn theo dõi, mình không nói thêm gì đâu, đến đoạn này là văn trong đầu đã cạn rồi các bạn ạ. Khác bọt ngay, em Tornadus làm sao mà đỡ được. Đến lượt em Luza, chắc cũng chỉ một hit thôi he he he. Mời các bạn xem, mình đã nói chỉ một hit mà thôi. Trận này coi như mình đã thắng đến 90% rồi đó. Bây giờ, chỉ cần tích viện trợ mài dần em ho âu của bạn lắc. Nhưng mà khi ngang ngang speed nhau thì khá khó để hạ gục được. Now we're not.
rồi, lỗi skill Dynamax luôn rồi. Đây là bên đối thủ ném nhé, chứ không phải mình đâu, vậy mà cũng lỗi được ghê thật. Tới đây mình cũng dừng video. Game cũng hơi chán nhỉ, cái lỗi Dynamax này lâu lắm rồi, ảnh hưởng đến tất cả hoạt động mà không sửa được. Trước khi các bạn rời đi, rất mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào video ngày mai.